Đây, mời quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn ăn với mình cái món tê heo này nha. Hai chào quý vị và các bạn đang xem kênh của Thanh Vlog TV. Hôm nay mình có một cái thành viên mới nè các bạn. Hôm nay là mình giới thiệu Trung Vlog. Bữa nay mình sẽ làm một cái món tai heo nướng gác bếp cho quý vị và các bạn xem. Bây giờ và cái gia vị chính của ngày hôm nay là hai cái lỗ tai heo nha các bạn. Thì bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn rồi, mình đã rửa sạch, mình đã làm sạch sẽ hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành có ngon hay không là do cái người đâm này các bạn. Chế biến cũng được, nó rất là nhiều món các bạn ơi, mà là luộc cũng bánh tráng cũng được, rồi nướng. Thì bữa nay mình sẽ thực hiện một cái món tai heo nướng nè. Thì để coi quý vị và các bạn xem thử coi nó có bắt mắt hay không ha. Rồi sau khi mình sắt xong các bạn, bây giờ mình cho một chút xíu nước ướp thịt vô nè các bạn. Gia vị chánh của ngày hôm nay tẩm ướp cũng là ở đây nè, tại vì mưa quá các bạn ơi, mình không có cái thời gian cho nên là mình đã pha chế sẵn rồi các bạn. Đây, bột ngọt, bột niêm, rồi muối, rồi một tí đường mình cũng đã bỏ vô trong đây hết rồi. Còn bên đây là tỏi, ớt, rồi củ hành rồi mình đã cho vào đây hết luôn. Đó thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình tẩm ướp nha các bạn. Đó. Còn cái này thì đây chút xíu nữa mình chín rồi mình sẽ bỏ lên. Cái này chút xíu nữa nó chín cho mình sẽ sắc cho mình bỏ vô đây. Còn cái này thì chút xíu mình trang trí cho nó đẹp đó các bạn. Đây. Đây, mình sẽ cho cái này để nó vô đây hết. Để mình trộn lên. Nè nè. Mình lấy xong rồi giờ. Rồi nè các bạn. Mình sẽ trộn đều mấy cái ngũ vị này vô, mình trộn đều nó vô nè, chút xíu bắt đầu mình sẽ sát đều trên cái tai heo nè các bạn. Đây. À, bây giờ mình sẽ sát ở đây. Rồi bây giờ mình tẩm nó này khoảng tầm khoảng 15 phút nè các bạn. Đây mình ướp cái này nè, mình sát nó vô cho nó đều vô, cho nó thấm đều. Mình ở đây mình chờ nó khoảng tầm khoảng 15 phút nè các bạn. Xác nó vô cho nó đều. Rồi mà chút một chút xíu nữa đó. Mà khi nào mà mình nướng mà nó chín rồi mà cái màu nó chưa lên đó các bạn. Nếu mà nó chín mà cái màu nó không đẹp á thì mình sẽ dùng đều cái cây cọ này nè các bạn. Cái cây cọ này mình sẽ quét một chút xíu sa tế lên. Ha. Là mình nhìn lên là cái màu của nó đẹp. Thì mình ốp xong các bạn. Hai cái lỗ tai heo nó được tầm khoảng 15-20 phút rồi đó các bạn. Thì bây giờ mình đã chuẩn bị nè, cái bếp lửa nè, chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ mình đang chuẩn bị mà làm mình nướng cho các bạn. Cái này
chúng ta bỏ lên là chúng ta phải bỏ cái cho nó lật ngửa lên trước nha, để chúng nó co lại á, lật đó, cho nó lật ngửa cái tai heo lên trước, rồi một chút xíu nữa thì nó sẽ như khi nào đấy mình sẽ trả ngược lại. Thấy nó bắt đầu chuẩn bị vàng rồi đó. Thì trong lúc mà mình chờ đợi cái tai heo mình đang nướng đó các bạn, thì mình tiến hành mình làm muối tiêu chanh, mình làm cái nước chấm. Mình nướng nãy giờ cũng hơn 30 phút rồi các bạn. Thì bây giờ nó cũng gần như là nó muốn chín rồi các bạn, nó lên màu rất là đẹp luôn các bạn. Thì sẽ sẵn đó cho nên là mình nướng luôn sò luôn. Nướng rồi nướng cho nó nhỏ nè các bạn ơi. Đây nè, hai cái lỗ tai lợn của mình thì nó cũng rất đẹp đúng không các bạn? Chín chưa? Rồi, và sau khi 45 phút mình cũng đã hoàn thành hai cái lỗ tai heo, nó chín rồi nè các bạn. Các bạn thấy cái màu nó không? Vàng ôm luôn đúng không? Nè. Đây. Đây thì bây giờ mình sẽ đưa lên mình sẽ sắt, mình sẽ mời quý vị và các bạn cùng thử nha. Đấy. Cái quê hương mình giờ này nó đang chuẩn bị mưa đó các bạn, cho nên là mình cũng hơi vội một chút, theo nó còn nóng sắp luôn, sợ chút xíu nữa trễ quá rồi cái trời mưa nó xuống là mình không có quay cho quý vị cho các bạn xem được. Rồi để mình sắp hết cái này, bây giờ mình sẽ mời quý vị cho các bạn cùng giúp mình dùng thử cái món mình làm ha, tai heo nướng lửa hồng gác bếp cũng được, có nhiều người thì người ta lại kêu là tai heo gác bếp đó các bạn. Đây, mình bỏ lên một chút xíu hành ngò nè các bạn, bỏ lên chút xíu cho nó đẹp. Đây các bạn, tôi đã hoàn thành xong một cái món tai heo nướng lửa hồng, nướng gác bếp cũng được. Thì tôi đã hoàn thành xong, bây giờ tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng với tôi sẽ nhắm thử, dùng thử cái món này nhé. Ăn chung. Đây. Tôi mời quý vị và các bạn ha, cùng nhắm dùng với tôi một cái món tai heo ha. Đây thì đây, mời quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn ăn với mình cái món tai heo này nha. Nó thơm mà nó giòn quá các bạn, chưa ăn mà nó nghe thơm mà các bạn. Thật là tuyệt vời các bạn ơi. Mời các bạn. Quá đã. Với lại một cái dĩa tai heo như thế này thì quý vị và các bạn tầm khoảng 4 hoặc là 5 người thì mình lai rai thì nó quá là tuyệt vời đúng không quý vị và các bạn? Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng với kênh của Thanh Vlog của chúng tôi trong thời gian qua. Thì tôi xin sẽ cố gắng và sẽ thực hiện nhiều món ăn ngon hơn nữa để quý vị và các bạn xem có thể bị nhàm chán. Và xin gửi lời chào thân ái và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video sau. Bye bye. Bye.